Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Chelsea và câu lạc bộ Luton. Đây là trận đấu thuộc vòng 3 giải Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 26 tháng 8. Và các cầu thủ Chelsea trận đấu này sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Luton với mức kèo là 1,75. Mức kèo cũng có thể tăng 2 trái và hạ xuống còn 1,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 2,75 và 3,25 tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu rồi nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Chelsea và Luton, Chelsea thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Luton. 5 trận thi đấu gần nhất của Chelsea thì Chelsea thắng 1, hòa 3 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Luton thì Luton thắng 1, hòa 2 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Luton nhé. Tuy nhiên thì sẽ lựa cái mức kèo phụ cho nó an toàn hơn một chút nữa, đó là Luton được chấp 2 trái. Vì sao? Mặc dù lần gặp lại Chelsea ở trận đấu này thì Luton vẫn như ngày nào một lần nữa bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì ở mùa giải mới này, Luton mới lên hạng thì đội hình của họ cũng đã được cải thiện rất là đáng kể rồi. Nếu mà so với Chelsea ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là Luton họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu nữa đâu. Thứ hai thì do cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao. Nếu như trận đấu này Luton bất ngờ cầm hòa được Chelsea, thậm chí là có để thất bại được Chelsea với cách biệt là 1 bàn hay là 2 bàn thì chúng ta chọn Luton, chúng ta cũng chỉ từ quay kèo đến thắng kèo mà thôi. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa đến trước nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian gần đây thì Chelsea đang có phong độ không tốt thì biết đâu sẽ là cái cơ hội để cho Luton đá bại được Chelsea luôn thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên lựa mức kèo Luton được chấp 2 trái nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3,25 và 2,75. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 bàn trở lên nhiều. Tuy nhiên thì thời gian đây hai đội đang mất phong độ cũng như là hiệu suất ghi bàn nó cũng chưa mới thực sự gọi là tốt cho lắm. Mình nghĩ trận cầu này nó sẽ không có nhiều thách thức gì đâu. Nhiều khả năng cũng có thể là Chelsea họ cũng sẽ thắng, nhưng mà nghĩ là họ chỉ thắng trận thôi. Dự đoán sẽ là 1-0 nghiêng về cho Chelsea, hoặc nhiều lắm là 2-1. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên cho cửa xỉu nha. Trận đấu này các bạn lựa kèo xỉu phụ, đó là xỉu 3,25 nha. Và là các bạn đá xỉu 3 ngay từ đầu cũng được. Khi nào đâm 1 bàn rồi tài xỉu nó hơn 3 trái thì lúc đó các bạn hãy nên vào xỉu theo ý muốn của các bạn nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với cái sự mốc phô độ của Chelsea thì nhiều khả năng cũng có thể là Luton họ cũng sẽ không chịu thua đâu. Thậm chí là biết đâu Luton họ sẽ khai thác được cái hàng thủ lỏng lẻo của Chelsea để có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Luton được chấp nha và đá xỉu 1,25. Tức là trận đấu chốt kèo là chọn Luton lừa mức kèo được chấp 2 trái và đá xỉu 3, 3,25. Ở hiệp 1 cũng chọn Luton đá xỉu 1,25. Chúc anh em may mắn nha.